Hello anh em nha. Ad à? Ad bữa nó ok mà. Hello mọi người nha. Sang cứ làm liên tục ad sai. Ở đây ad còn nhiều lắm anh em ơi. Ad 135. Hôm bữa làm liên tục ad sai nha anh em. À, và hôm nay có cái này bán rẻ cho anh em này. Rồi anh em nào thích nghiên cứu này, hơn 1 triệu. Rồi dây xăng này, kim này ok này, về nhà xúc lại này, kim zin này, 125 này, lắp tất cả những dòng 125 này, Clip Valeo này, Avalac này, Lead này, SHMO này, vân vân, bỏ vi sơn vào, càng phê này, à. Rồi họng ga này, TBS này, van từ cầm chừng nhăn hay kẹt này, họng ga này, hay bị bể này, à. À, bộ dây điện này, về nhà ngâm cứu này, à, rờ le vẫn còn nguyên hai con này, à. Bao tử boe này, đặc biệt gió này, rồi thùng xăng này, nắp xăng này, mục là chơi vào luôn, trụ bơm này, đó, về nhà anh em mở ra nghiên cứu, rồi 1,6 triệu, rồi còn mobin này luôn này anh em này, rồi còn cả mobin, rồi về nhà bán được cục mobin này cũng ngon này, ôi chụp luôn này, đó, rồi chân trống luôn này, yeah. À. Chia sẻ anh em ơi. Rồi 1,6 triệu nha. Đó. Bộ dây điện này, mô bin còn đầy đủ này, hai relay này. Đó, về nhà chúng ta nghiên cứu nhiều anh em á. Đấy ạ. Hello, hello mọi người. À. Rồi đây, kim này về nhà bán được 500-600 ngàn nha anh em, kim zin này, dây nè. À. Đó, họng ga TBS van từ cầm chừng nhanh. Đó, bình xăng. Rồi, 1,6 triệu, anh em nào cần thì comment nha. Nhanh anh em ơi, không hết. 1,6 triệu. 1,6 triệu thì về nhà chắc thay cái kim. Thay mấy cái này lấy được tiền rồi nè. Đó, về vốn. Còn dư được bộ dây. Rồi, chống điện. Mô bin sườn. Rồi, cảm biến gió. Bầu vô e. Rồi, bình xăng, nắp bình xăng. Rồi, dây rồi ok, bệ rồi ok hết. Yeah. 1,6 triệu. Mua về nhà nghiên cứu anh em ơi. Anh em nào hay làm xe ga rồi á, hay là chưa làm xe ga thì mua về nghiên cứu nha. Combo 1,6 triệu. Rồi, xin chào cả nhà. Cho cái chia sẻ anh em ơi. Lưu Thắng. Chào anh em. Rồi. Ok.
Rồi, cái này 250, anh em nào ok thì múc nốt đi. Hai đồng hồ này, si này, Jupiter này, về nhà nghiên cứu. Đó, lắp xe bán đồ nghiên cứu. Rồi ổ khóa nô này, dây mở yên này, cùng công tắc relay. Nè, đây cùng công tắc. Đó, về anh em làm cái gì thì làm, 250. Xong kế tiếp chọn bình xăng. Đó, giờ chọn bình xăng nha anh em. Rồi bình xăng Exide 135 TBS E. Đó, đường gió chính thẳng ở giữa, đường gió phụ. Đó, 6 bét 9 bét phụ. Đó, bình xăng này làm một cái rít ga lên bao phê. Rồi cái này chạy xuống van cắt gió. Vô. Mưa gió bẩn quá anh em ơi. Mới nắng lên chút. Hôm nay trời mới nắng anh em ơi. Trời mưa quá. Quá trời mưa luôn. Mưa gì mà mưa quá trời mưa luôn. Ô xì kê. Không xem được bình luận, không xem được cái gì luôn. Cúng luôn. Lạ ta. Xăng này làm phát lấy tiền luôn này. Vô. Đầu tiên chúng ta sẽ lấy cái này ra. Rồi chúng ta có nguyên bộ cây. Đó, bộ cây không làm thì thôi, làm phải VIP. Đó, đầu tư bộ cây, bếp, đồ đồ chơi. Đó, làm cái bình xăng này là 350 nữa nha anh em. Một cái 350. Rồi lúc này chúng ta đã lấy ra rồi. Nhanh có tiền anh em ạ. Đó là bộ cây này mình chưa mài, mình chưa ngoáy được. Ok, xỉa vào đây. Bao phê nha anh em. Ngoáy. Bị xăng này nó mềm thôi, chúng ta không nên dùng mũi khoan. Ngoáy và chọt. Cứ ngoáy đúng không ạ? Bởi vì chúng ta mài tam giác rồi. Đó, đâm tới đây luôn. Anh em thấy không? Đó, lủng xiên. Đây chúng ta móc lỗ mũi. Đó, xong rồi tí chúng ta xịt ra bà dỡ. Rồi chúng ta lấy cái to ngoáy lên chút. Rồi, chúng ta mồi từ từ. Từ nhỏ lên lớn.
đó, nó kêu SS. Ok, anh em nào cần thì comment nha, mình cung cấp đồ chơi cho anh em nha. Bị xăng này tí lên nổ lên, chỉ bao ré bao phê rồi, lúc này lùng rồi này anh em thấy không đó, ngoái quay khoảng chục cái là lùng ngay. Ok, rất dễ lấy tiền xong. Cái này chúng ta làm nghề này ngồi ăn bắt vàng á đó. Đó xong. Ô xì kê tiếp tục đường gió phụ. Ok rồi xong. Nhớ kiểm tra kim. Cái này nghề này quan trọng là kim đó, kiểm tra kim đó, quả ga dù tất cả đều ok rồi thôi. Kim này sẽ là kim định vị đó, không nên hạ lên nâng lên hạ xuống làm cái gì. Nếu mà chúng ta biết chơi khó quá thì chúng ta mới đưa kim lên hạ kim xuống, còn tất cả nó còn zin để im, không có trọt chẹt gì cả. Đấy, và nếu mình sang cảm thấy nghi ngờ thì mở kim này ra xem các loại thần y, xem thần y có trọt ở trong này không, có mở kim không, hạ kim nâng kim hay không đó, thì chúng ta mở ra, còn tất cả nó zin thì thôi. Trước khi làm bình xăng thì phải sạch sẽ, xịt làm ok hết. Đặc biệt cái phao này đừng có mở ra, nhiều xe bình xăng không chảy mở ra xịt xịt bình xăng lại chảy thì nguy hiểm ha. Đó, để phao bằng bằng miệng, ok, không được cao, không được thấp, ok, bằng luôn, ngay tắp, quá đơn giản, làm pháp 3,5 rồi, xử lý 3 cái này nữa, cái này là 3 cái, 1 này, 6 là 2 này, bét là 3 này, đó. Xử lý vào lượng lúa. Đâu rồi ta? Ok, anh em nào combo đây, còn anh em nào ok thì làm cái bộ này luôn. Nó làm sẵn nè, cơm canh đã bưng hết tới tận miệng anh em rồi, chỉ cần lúc này tới anh em vào là xong thôi đó, và ăn no cái bụng rồi chúng ta nghỉ ngơi tí rồi đi nằm ngủ nhá. Đó, đây làm sẵn hết này nè. Đó, cầm thì chúng ta yêu thì chúng ta múc rồi, cung cấp hết đồ chơi cho mọi người. Rồi bây giờ xử lý. Đó, đồ nghề chỉ cần đơn giản thế thôi, kiếm ngay vài chục triệu trong tương lai có ngay. Anh mượn khóa táng em trai ơi, giúp anh chút. Ok. Rồi. Đó. Tháo này ra. Trước khi tháo là làm mấy cái này một cái cho nó mòn hết thông số đi, cho mấy thợ khác nó khỏi biết. Nó là làm dấu nghề, những anh em nào khu vực có nhiều phần y đó. À, mất số này. À, thì lúc này những thần y chưa vào nghề thì những thần y sẽ biết, không biết là cái này nó sẽ là số bao nhiêu. Rồi đâu chà chà mai mai quét hết số đi. Đây nữa rồi, cái này cũng có thông số rồi. Làm nó mòn đi thì chúng ta sẽ xử lý sau. Đó là dấu bài. Chúng ta có bài tủ, đồng ý không quý quý vị? Đồng ý quý vị thì comment. Chốt cho mình nhé Tuấn. Các loại anh em ok. Anh Vũ Văn ơi Zalo em nhá. Đó, ok chưa? Còn anh em này muốn bộ này VIP ấy. Đây. Đây là làm hết rồi. Tí nữa chỉ cần xử lý qua một cái nữa. Cầm đã không? Rồi, tay vặn nè.
Tuyệt vời, có số trên này luôn. Đẹp không? Đó, cầm cái này mà re. Nó như kiểu mà chúng ta đi ngoài lỗ tai, những em ngoài ngoài lỗ tai xong massage luôn. Đó, thì ví dụ làm như thế này thì các thần y mới vào nghề thì không biết cái này là cái bao nhiêu cả. Đó, đó là cái dấu bài. Đó, quý vị. Đó. Đó là cái cách dấu bài. Rồi, cái này lấy bên xịt xịt cái đá. Rồi, lấy miệng cũng được. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ chơi cái này vào này. Được chưa? Lắp cái này vào, lắp cái này vào là ok, đừng để nó hư. Rồi, lắp cái này chúng ta phải có đồ lắp. Làm sao từ bây giờ, từ cuối năm, đầy cái ly này là lấy tiền. Đó, cái này giờ thay hết nè. Bỏ vào đây. Đó. Đầy cái ly này là chúng ta kiếm khá khá đó. Nhiều đây là anh em biết là kiếm được khá khá lúa rồi. Đấy, kiếm thêm chút để vợ đi chợ. Nguyên chừng này anh em sẽ nhân lên một cái mấy trăm nghìn nha. Đấy. Rồi chúng ta sẽ đưa này vào lắc lư nhẹ nhẹ, nhìn vào đây. Đấy, không cho nó móp mất. Ok chưa? Đấy, nhẹ nhẹ thôi. Ok. Giờ chúng ta sẽ thay thế. Rồi, thay thế. Tất cả chúng ta làm sẽ không được có dấu. Ok không? Rồi, lấy clear 8. Siết nhẹ thôi. Nhiều anh em siết gãy luôn cả cái này thì ghê lắm á. Ok, cái này gọi là 6 9 à. Xong đẹp gọn gàng, cành đào lấy lúa kế tiếp là cái nữa, nẹt ga từ ga đầu ga cuối, bao hót nẹt là cái bao phê cả nhà. Ok, ok. Giờ đố thằng y nào vào nghề mà mở bình xăng ra biết cái thông số này là bao nhiêu, không thấy dấu. Giờ không có dấu trên này luôn, dấu không đó, không thể nào thấy dấu được. Quý vị thấy không, nhiều anh em kia mở ra xúc bình xăng sau bình xăng này làm bugi ngon thế này. À, gặt cua hoặc là trắng như ngọc trinh mà chẳng biết cái số này số bao nhiêu cả, phá hết. Rồi xử lý cái này. Đó, đây hết số luôn.
xử lý thêm tí nữa cho nó hư hư ảo ảo, làm nghề mà. Nhanh lên anh em ơi, vào inbox đi. Đó, cái này mà những tờ đi với vào nghề thì thua, cầm cái này lên thì chẳng biết cái số bao nhiêu cả. Số trời, số chỉ có số thằng thật đi trước thằng ngoáy thôi, nó mới biết số thôi. Chỉ có thằng thần y trước nó biết số thôi, thằng thần y sau là không biết số. Riêng mình IA muốn nổ một cái vào buổi sáng, dễ nổ là ok ngay nha anh em. Những dòng xe si. Mình làm cái này biếng lấy rồi hơi xịt quá, ok. À, cái này mình xử lý lại thôi. Đơn giản lắm. Không gì khó. Tôi biết nãy anh mới làm cái phe để đâu nhỉ, tôi biết dẹp đâu rồi nhỉ. Xong đó là mình ngồi live stream nha, gặp từ bấy mình không live stream mình xong 8 đời rồi. Giờ vô này, tuyệt đối những cọng này không được dán keo nha anh em. Đồ nhiều anh em thợ dán keo nhìn ghê quá, mất thẩm mỹ luôn. Làm tất cả cái nghề xe này tuyệt đối không được dán keo, trừ khi là ở cái lốc lốc giữa không có ron thì nên dán keo. Và đặc biệt cái này nữa này, bôi keo ghê quá, anh em chẳng hiểu gì cả, anh em cứ tưởng nó hở, anh em bôi keo té lay hạt me hết. Đó. Rồi anh em nào có nhu cầu thì cứ tham gia khóa học nha. Mình bao những anh em thần y khu vực anh em cũng chẳng là cái gì cả. Đừng có nói là khu vực anh em mà thần y làm trước người ta có kinh nghiệm nha. Có kinh nghiệm đó. Kinh nghiệm thì có thôi. Nè, đừng có nói là anh em làm sau người ta làm trước anh em sợ người ta nha. Trên đời chẳng có gì phải sợ cả. Người ta là người, mình là người thôi. Người ta cũng là cà lê mỏ lét, dầu nhất mình cũng cà lê mỏ lét thôi, chẳng có nào tài giỏi cả. Chẳng qua đi trước thì biết trước, kiếm tiền trước. Đi sau kiếm tiền sau thôi. Ré ga luôn mà anh em. Viết chỉnh mặt garanti này anh em. Xử lý cái này luôn anh em. Mình làm này hơi ẩu nha anh em, đáng lẽ mình phải làm trước, mình xịt sạch rồi mình mới lắp vào nha anh em.
Dơ ghê lắm nha anh em. Quá dễ ăn đúng không? Cái này anh em tháo ra, anh em cho người ta miếng mỡ vào là ngon đấy. Lần sau người ta vặn ra nó dễ. Rồi anh em lắp cái dù này vào này, sẵn như thế này này. Đó. Trời, có dơ giết gì không? Ghê quá. Rồi, khít, lấy tay đỡ quả ga chút. Rồi, cái lò xo này tuyệt đối không có kéo giãn ra và đồng thời cắt vào bớt nha quý vị. Lò xo này người ta được tính toán rất kỹ rồi đó. Đừng ngồi mà kéo kéo này ra, đừng ngồi mà cắt bỏ bớt anh em, sai quy tắc á. Ok. Tuyệt vời ông mặt trời. Đói cơm chân tay rung lục cục. Ba trăm rưỡi mà bằng anh em làm cái nồi xe số há mồm nè, chưa chắc kiếm được 350 nha, gọi là từ há mồm á. Rồi sau ok xăng vào red pool. Rồi tí về nhà xử lý bộ này, bộ này chưa mài nha quý vị, mới đóng cây à. Ok, đồ nghề thế thôi. Rồi. Ok. Ok. Ok, cái này hút chảy thân thừa. Yeah. Đó. Rồi mua đầu tư thêm cà lê 7 và cà lê 8 bỏ nó vào đây. Thế là xong. À, mua tô bít ngon ngon nữa, cà lê 7, cà lê 8 à, hoặc là mua cái hai đầu á nha anh em. À, lượng xác. Rồi cái bộ này có 1.6 triệu, quý vị chê hả? Chê mắc hả? Trời, cái này 1.6 triệu chê mắc, bớt luôn 100.000 còn 1.5 triệu. Được chưa? Đây 1.6 triệu bớt 100.000 cho anh em trả tiền ship 1.5 triệu. Rồi tất cả chỗ này 250, về nhà nghiên cứu lắp xe bán làm gì làm gì. Đó, thay cái dây này được 250 này này. Ok, bộ dây điện kia 500k mới len keng luôn, quý vị nào cần thì comment về nhà nghiên cứu. Đây K2C 500k 250 combo. Rồi 1.5 triệu combo. Trời ơi, không mua cái này thì mua cái gì nữa hả anh em, chờ nó rẻ tới từng nào nữa. À, rồi 350 cấp à, cứ làm cái thau như này cả là có 350. Rồi quý vị nào hay làm nồi nào nó hư nè, đúng không ạ, đập nhiều bị zin càng, mua 5 tặng 1, 50k một bộ, mua 5 tặng 1. Đó, 2 nè, 3 nè,
4 nè, 5 nè, tặng 1 nha quý vị. Đó, 50k một bộ. Được chưa? Mua 5 tặng 1, 250, lấy về 6 cái. Không mua thì chờ đợi mua cái gì nữa anh em. Khi không may bị kẹt càng, zin ba cái ba chân này. Đấy, thế là đi mua khắp xóm. À, combo, combo gì vậy? Combo này này, 250 này. Đây, hai công tắc. Relay. Ổ khóa nô. Dây, hai đồng hồ này của xe gì đây chẳng biết, Jupiter hay là si gì đây này. Đó, về nhà ngâm cứu à, Ju à. Rồi si này. 250 bạc. Đó. Về nhà anh em thích đào làm cái gì thì làm. 250. 1,5 triệu. Cái gì đây anh này, cái gì đây? Chốt cho mình bộ combo tổng 1,6 triệu. Nhớ đấy nhé Tuấn, bao cước người anh em, địa chỉ cũ nhé, đúng không? Nhanh gọn lẹ, đó 1,6 triệu luôn. Bo 100k uống cà phê luôn. Chứ bình thường combo là 1,5 triệu, nhưng hôm nay bo 1,6 triệu, đúng không ạ? 1,600k là tương đương, sẽ là nhân chia cộng trừ, đúng không ạ? Đó, và sẽ là 1,6 triệu. Ok. Có cái gì đâu. Bập. À. Không mua thì biết chờ đợi, biết chừng nào mua hả anh em? 1,5 triệu. 1,5 triệu mẹ về nhà có mà gì. À, sộp cái này, sộp cái kim phun không ok rồi. Sụp cái cục bô mi sườn nữa. Đây. Có mũi taro kim gió không? À, không có anh trai, mấy cái đó em chơi mà bán nhiều quá nó mệt lắm anh ơi. Nguyễn Hoàng chào anh trai. Để chia sẻ về FI thì đông anh em coi đấy, bán hàng thì ít thật. Rồi đế này mua 5 tặng 1 nha quý vị. Mua 5 tặng 1 nha. Đấy, mua 5 được 6. Mua 10 được 12. Nói gì ở đánh đề á. 5 tặng 6. Đấy, 10 tặng 12. Bữa nay bán hàng như kiểu đánh đề luôn. Ok anh trai. Những anh em thần y vừa rồi làm lợi xăng chắc kiếm khá khá. Mới anh em kiếm được đôi củ. Đúng không anh em? Những thần y thì vừa làm lợi xăng kiếm được đôi củ. Cái gì đây? Ô tô gì đây? Rồi quý vị đợt này đa số mua ô tô cũ thì tốt nhất từ từ hãng mua nha. À, thêm ít tiền nữa mua ô tô mới nha. Bữa nay xe cô ô tô cũ cho nhiều xe mà nó ngập nước máng ra nó bán rẻ. Đó, thấy chưa? Đấy, thủy kích ngập nước này. Đừng có ham mua mô tô cũ. Mua chỗ nào trên vùng cao á, cứ rẻ được 150 triệu, cứ lao đầu vào mua ô tô cũ đi vài bữa nữa xịt khói nha. Đấy, những chỗ lụt nè. Đấy, ok không? Đó. Nhiều người ta có tiền là người ta bán xe ngay, người ta mua xe mới đó. Trời, anh em thấy không? Chết máy lù khù nè. Đó, ô tô thì không phải như chiếc xe máy đâu anh em. Có vài triệu hay mấy chục triệu nha. Nó rơi vào khoảng vài trăm triệu ấy, chưa kể là hệ thống điện. Rất quan trọng hệ thống điện trên dòng xe ô tô và hệ thống loa nha. Ừ. Bất kỳ một cái dòng xe gì ô tô cũng như xe máy, khi một con xe đã đi qua nước rồi thì đương nhiên là phải dừng đi cứu hộ. Còn nếu cố tình khởi động đề và chạy tiếp thì nguy cơ rất cao. Bất kỳ một dòng ô tô nào hay dòng xe máy nào, cứ có động cơ tốt trong, quý vị lưu ý. Cái gì? Anh comment đây. Em mua bộ lợi xăng chưa biết chọt hả? Combo thì được dạy nha anh em. Còn giá rẻ thì tuyệt đối là không có rồi. Combo thì anh em sẽ được vào nhóm. Nha. Yeah.
Còn giá rẻ là thua nha anh em. Anh em phải mua sang combo thì anh em sẽ được vào trong nhóm học đầu hàng. Đấy, combo nó khác. Trời ơi, chẳng lẽ không anh em nào mua, chắc bán sắt. Chiều nay gọi cái chai cân ký hết. Ế, thì bỏ thôi. Combo là như thế này nha anh em. Đó, combo là cung cấp này. Đó, combo. Quá trời combo. Cái này ngày xưa mình kiếm chắc hơi bị nhiều tiền nha anh em. Bộn tiền này. Đây không? Cái này là từ đời thế kỷ, từ đời bô ly ông đến giờ này. Nhẹ nhẹ không có trọt vào tay. Lũ khú. Rồi, thank you mọi người. Em nghỉ trưa đây.